Sài Gòn đang đứng trước một màn trình diễn khổng lồ đầy ức chế. Những ngày phong tỏa Sài Gòn trở nên căng thẳng nhất, có cả sự tham gia của quân đội đã diễn ra không ít những điều quái gở. Sự sợ hãi con virus vô hình trong mắt đã khiến cho toàn bộ hệ thống chính trị chống dịch như chống giặc, được tự do lựa chọn những gì họ nhìn thấy được là thứ cần phải chặn lại, bao gồm cả miếng ăn và nhu yếu phẩm đời thường của con người. Trong vài ngày, sự trớ trêu diễn ra ở khắp mọi nơi. Những chiếc xe chở sữa, thức uống hay tả hay băng vệ sinh cho phụ nữ khi đi giao hàng đã bị bắt quay đầu lại vì lý do là hàng không thiết yếu. Sự hoang mang của người dân tràn đầy trên các mạng xã hội, không phải vì Covid mà vì một xã hội bất an do ngôn ngữ và suy nghĩ con người không thể giao tiếp được với nhau. Nhất định những mặt hàng như sữa hay băng vệ sinh chắc chắn phải gợi nhớ cho những chiến sĩ đang trực chốt kiểm tra nhớ về mẹ, chị hay con cái của họ và cũng không ai kiểm chứng được là với các chiến sĩ ấy những mặt hàng như vậy không thể nào chui lọt vào nhà của họ Trên các mạng xã hội xuất hiện câu chuyện một người chở rau muống đi giao hàng cho công ty đến các quận trong thành phố Anh bị chốt kiểm tra chặn lại Hai thanh niên trẻ trắng trẻo mặc quân phục là người kiểm tra đã lây hoay không thể xác định rau muống có phải là mặt hàng thiết yếu hay không. Người giao hàng điềm tĩnh nói, nếu anh không được giao mặt hàng này, xin hãy ghi vào đơn hàng của anh, lý do rõ ràng là không cho đi vì là không thiết yếu. Trong video, một thượng sĩ và một đại úy cứ bối rối không quyết định được rau có thiết yếu hay không. Thậm chí sau đó họ phải gọi điện thoại để xin ý kiến cấp trên video đó chỉ là một câu chuyện nhỏ được ghi lại ở sài gòn mà một ngày có vô số câu chuyện như vậy xảy ra trong thời kỳ phong tỏa nó có thể gây cười cho một số người và quên đi nhưng với nhiều người khác ắt phải có câu hỏi được đồng lại thật sự những con người đó không đủ khả năng để nhận biết rau có thiết yếu hay không trong đời sống con người dĩ nhiên là mọi người trực chốt kiểm tra đều biết vì chính trẻ con cũng nhận biết ngay đó là thức ăn, là những thứ giúp người ta không bị đói. Chẳng phải trong lịch sử, nhà cầm quyền sau năm 1975 từng cá ngợi rau muống như là một loại lương thực có thể đem lại bổ dưỡng như thịt bò và khẳng định rau muống sẽ giúp cho con người vượt qua được tất cả mọi hoàn cảnh đói kém trong thời gian đó hay sao? Chỉ có một cách giải thích duy nhất về chuyện rau hay bất kỳ loại thực phẩm nào đang bị dán nhãn là không thiết yếu bị đối xử lạnh nhạt trên con đường đi đến con người. Đó là sự tuân thủ mù quáng dẫn đến sự ngu hóa, thậm chí quên luôn cả bản năng làm người của mình. Với những người trực chốt kiểm tra, từng từ chối bánh mì, rau hay bất kỳ loại nhu yếu phẩm nào, hoàn toàn không có nghĩa là trong đời sống của họ vắng bóng những thứ đó. Họ cũng có thể đang thụ hưởng những thứ như vậy, nhưng mệnh lệnh, cung quyền lực tạm thời được giao phó, khiến họ trở nên chai lì, hủy hoại cả những cảm xúc, nhận biết, mang tính người bình thường. Sài Gòn đang đứng trước một màn trình diễn khổng lồ Để ức chế như vậy. Quyết ý của chính quyền nhưng lại không đồng hành cùng lòng dân. Đặc biệt khi người dân phải tự gồng gánh, tự lo miếng ăn cuộc sống của mình, nhưng cứ bị từ chối là không thiết yếu. Trên Facebook có tin kể rằng, anh Shipper mang giao cục sạc điện thoại và bị cảnh sát giao thông từ chối vì đó là hàng không thiết yếu. Phía dưới bản tin đó có lời bình luận của một phụ nữ. Gặp mình thì cũng không biết phải trình bày như thế nào vì mình đang bị cách ly nhưng cục sạc điện thoại bị hư. Mai mà mình mượn được của người phòng bên cạnh nếu không chẳng thế nào liên lạc được với nhân viên trực cách ly cũng như với người nhà. Hóa ra trong muôn vàng điều thiết yếu của cuộc đời quả là có rất nhiều góc cạnh của nó sẽ chẳng có danh sách nào đơn giản lập ra để cho và từ chối. Trong tình huống đại dịch quá mới mẻ với từng gia đình và cả với một chính quyền như hôm nay, có làm gì đi nữa thì mọi thứ cũng phải nằm trong sự nhận biết và thấu hiểu của con người. Nhà báo Võ Văn Tạo kể rằng, ông chở vợ đi mua thuốc uống định kỳ. Khi bị anh thanh niên xung kích chặn lại, ông chỉ mớ thuốc vừa mua và giải thích. Người mang sắc phục xung kích ấy chỉ tay và nói Cứ cầm cái vỏ hộp thuốc như thế này là đi lung tung được hả? Ông Tào giải thích và nói rằng Mình già rồi, chẳng muốn nói dối để ra đường lúc này làm gì Thì tay xung kích trẻ ấy quát, muốn lập biên bản hả? Đối diện với mình đền chính trị trở thành độc đoán do quyền lực được phân cấp Mọi giá trị thiết yếu của người dân chỉ là cá nằm trên thớt Vợ của ông Tào muốn cho qua chuyện bèn nói xùi với tài xung kích ấy vài câu để đi về cho nhanh, chứ không khéo lại nộp oan tình triều. Ông Võ Văn Tào là một nhà báo có hơn 30 năm kinh nghiệm và là trí thức làm việc trong ngành kinh tế. Nhưng tất cả những vốn liếng quý báu ấy của ông dễ dàng trở thành vô nghĩa trước một tình trạng ngu hóa và vô tâm vì mình là như vậy. Đại dịch là một thảm họa, không có chính quyền hay người dân nào đủ kinh nghiệm để đối phó trong đời mình chắc chắn trong cách chỉ huy đối đầu với đại dịch mọi quốc gia đều cần những mệnh lệnh tập quyền nhưng trong sâu thẳm mọi quyết định vẫn là yếu tố con người đối xử với con người chỉ cần có như vậy thôi thì sẽ không bao giờ có những chốt chặn bối rối về những mặt hàng nào là thiết yếu và cũng sẽ không có bất kỳ một nhân viên nào của nhà nước phải vào vai bất nhân trong việc từ chối nhu cầu của người khác đơn giản thôi vì ngoài mệnh lệnh khô cứng mọi thứ chỉ cần được suy xét từ góc nhìn của một con người với chính đồng loại của mình